Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hữu Phúc nha. Chúc anh em có ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ và thành công nha anh em. Số thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 thì có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với model cái máy cần mua. Những cái máy mà dưới 1 triệu anh em cọc cạc được rồi. Còn những máy trên 1 triệu thì đa số anh em nếu mà có tài khoản thì chuyển khoản mình hay hơn nha. Thì cạc mình xài cũng hết quá nhiều cạc, ván rất nhiều máy và cạc cọc liên tục thì nó rất là nhiều nha. Cạc 100 cho tới 2-300 tùy theo cái giá trị máy nha anh em. Momo, Viettel Pay hoặc là chứng khoán, anh em cứ alo cho mình thì mình sẽ đọc số cho anh em nha. Rồi, không dài dòng nữa, tiếp tục clip thì giới thiệu anh em con máy đầu tiên hôm nay là con iPhone 4 này anh em. iPhone 4 đen nha. Con này thì em coi thử máy ghi, máy riêng nguyên nha anh em. Còn đẹp tầm 97-98 ha. Máy sạch tài khoản nha, anh em bỏ sim vào xài. Con này thì cũng chả có cái chức năng gì nhiều nữa rồi, chủ yếu là nghe gọi nha. 8GB nha anh em, iPhone 4 8GB. Bán anh em 3.9 nha, kèm dây sạc. 3.9 kèm cho anh em một cái dây sạc nha, để anh em cắm vô. Anh em về cắm vô cái cục sạc của mình là sạc bình thường nha. Máy riêng nguyên, màn hình đẹp, cực đẹp luôn. Nhỏ gọn ha, anh em bỏ sim vào là xài. Máy quốc tế nha, 390.000. Tiếp theo là con Oppo A37. Con này thì thay vỏ đẹp keng rồi. Thay vỏ keng xà beng nha, như máy mới nha. Con này màn hình là 5 inch, RAM 216, pin con là 2630. Đó, máy này thì mình rất bán rất là nhiều trong clip thường xuyên của mình ha. Đó, chức năng thì ok nha, Oppo A37 ha. Con này ra đi cho anh em giá 1.050.000. Chức năng ok luôn, 1050, máy đẹp keng, len keng xà beng luôn anh em. Tiếp theo là một con Ri 4 Lut bán hàng màu gold nha. Máy lưng sau có nhâm nhâm nhẹ, còn kính thì đẹp keng, đại giá ngược cho anh em rồi nha. Đó, bán hàng thì nó 32GB nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32 đây, 32GB, màn hình 6 inch. Đó, pin con này 3300, máy chức năng full, viền xước rồi, còn nói chung con đẹp, sức nhẹ thôi. Con đẹp đánh giá tầm 97-98 nha nè. Còn rất là mướt nha, Ri 4 Lut ha. Con này ra đi em giá 1.700.000 nha, 1.700.000 kèm sạc dán kính nha anh em nha. Oppo A3s thay vỏ sale mới keng nha nè, màu xanh lá ha, màu xanh nhật đậm đậm chứ không phải lá. Đó, đẹp như mới luôn. Oppo A3s màn hình 6 inch 2, RAM 216, pin con này là 4230. Máy keng xà beng luôn, kính đẹp, lưng đẹp ha. Test sơ chức năng cho anh em xem. Wi-Fi 216 A3s. Máy hiển thị rất sắc nét nha anh em. Đó, con này ra đi cho anh em giá 1650 nha, 1650 kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Đầy đủ chức năng ha, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn nha. Tiếp theo là con Ri 710 bản hàng, máy đẹp tầm 97-98 nha, nguyên ring ha. Con này chưa thay gì hết á, sườn đẹp này, sườn đẹp, lưng đẹp, kính ok luôn, kính đẹp 99 luôn anh em. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 216, pin 3000, pin 3300, pin 3300, máy cực đẹp ha. Máy thì cực đẹp luôn, wifi các kiểu ok hết ha. Ri 710, máy chức năng hoàn hảo nha. Con này ra đi anh em giá 1490, 1490 kèm sạc dán kính cho anh em là đủ nha. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A750. Con này sườn bị trai tróc nha, có trai tróc mình cạo luôn rồi. Kính lưng sau đẹp nha, lưng sau thì có nhâm nhâm vô xe lưng này, nhưng mà còn rất là đẹp. Đó, kính camera còn nguyên đẹp luôn. Màn này đã dán cơ lực cho anh em rồi nha. Con này màn hình 6 inch, RAM 464, pin 3300, Samsung A750. RAM 464 nha, pin thì 3300 nha anh em. Máy ngoại hình còn kính còn đẹp, lưng đẹp, sức nhẹ ha. Đó, wifi ok nha. A7 218. Ok, con này ra đi cho anh em giá 2.400.000 nha. 2.400.000. RAM 464,
Samsung A750 2.4. Tiếp theo là con J7 Pro bản VM. Con này vỏ còn đẹp nha. J7 Pro màn hình 5.5 nha, RAM 332. Pin con này là 3600 nha anh em. Chức năng full nha. Hoạt động ok, kính đã dán cái lực cho anh em rồi. Con này là màn thay. Con này là màn thay rồi nha anh em. Đó. Nhưng mà hiển thị rất sắc nét ha, chụp mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo nha. Test wifi, anh em chờ xíu nha. Đó, ok nha. Chức năng ok nha. J7 Pro RAM 332. Con này để anh em giá 1.6 triệu thôi. 1.6 triệu cho nó nhanh nha. Khỏi lăn tăn ha, 1.6 triệu. Kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ luôn. Và mình có một con J7 Pro riêng mà bản hàng anh em. Con này một sim thôi. Bản hàng ha, cũng RAM 332 luôn, màn hình 5.5 và pin con này 3.6 luôn. Đó. Sườn này có xuất sắc nhìn nhẹ, mốt mốt mấy góc. Còn như ring nha, con này đặc biệt ring luôn. Coi thử coi, pin gần hết. Tí mình sẽ sạc pin nha anh em. Màn đẹp nha, không ám ố ha. Màn cực đẹp. Wifi ok nha. J7 Pro là 27 đó anh em. Ok nha, con này ra đi cho anh em giá 1.7 triệu nha. J7 Pro bán hàng một sim nhờ máy ring giá 1.7 triệu. A600 bản hàng nữa nè, màu xanh nhạt nha, sắp xám nhạt chứ cũng phải xanh. Sườn này, sườn cũng có ok. Màn hình 5.6 nha nè, RAM 332, pin con này 3000. Máy kính đẹp, lưng đẹp nha, ok hết ha. Đó, máy rất là mướt, nguyên riêng nên là xài rất là sướng nha nè. Con này chưa có thay thế gì hết luôn. Wifi này. A6. Đó, máy cực đẹp nha anh em. Samsung A600 bản hàng một sim. Con này ra đi cho anh em giá 1.750.000. 1.750. Kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp tục hôm nay mình thu được của khách một con Realme C2 nữa anh em. Vỏ xe hơi tài xước nha. Realme C2. Màn hình 6.2 nha anh em, RAM 232. Pin 4000 nha. Đó. Vỏ sườn có xuất sắc nhẹ, kính đã dán cái lực cho anh em rồi, đẹp ha. Kính thì đẹp. Đó. Realme C2, chức năng là coi thử coi, ok nha. C2, RAM 332 chứ không phải RAM 2. Con này RAM 332 nha anh em, sorry nha. RAM 3GB nha anh em, bản này bản RAM 3. RAM 332. Chức năng ok nha, nhưng ra đi giá rẻ cho anh em thôi, giá 1.5 triệu thôi. Để anh em 1.5 triệu nha, RAM 332. 1.5 triệu kèm sạc dán cường lực cho anh em đầy đủ nha. Ok, một em Realme C2 RAM 3, giá 1.5 triệu. Tiếp theo là một con Samsung A20, con này là vỏ xe mới thay cho anh em. Vỏ xe mới thay mới keng luôn nha. Samsung A20, màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Rồi, màn này đã dán cường lực rồi, đẹp keng luôn. Đây là mình sẽ test chức năng cho anh em. Thoát luôn. Đó, wifi nha. A20 RAM 332, pin 4000. Màn hình thì 6.4, con này ra đi cho anh em giá 2.4 triệu nha. 2.4 triệu. Máy cực đẹp nha, ken sà beng luôn. Tiếp theo là một con máy tính bảng này nè, máy tính bảng Lenovo nha, tab 7 in, máy tính bảng 7 in. Con này thu rỉ thì bán rỉ cho anh em luôn, chức năng hoàn nào hoàn hảo nha anh em. Lên YouTube rồi xài thoải mái con này ha. Con này cấu hình là RAM 1, bộ nhớ 8GB thôi nha anh em. Đó, để anh em giá 950 nha, 950 ha. Màn hình sáng đẹp, kèm sạc cho anh em luôn, ta 950.000. Tiếp theo là một con Oppo F5, máy ring nguyên, màn hình 6 inch, RAM 432. RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3002. Đó, vỏ theo vỏ thì có xuất sắc này nè. Xuất sắc nhìn nhẹ nha.
Oppo F5. Kính thì chưa có dán lực rồi nha anh em, anh em mua thì mình sẽ dán nha, màn sáng đẹp nha. RAM 4GB nè, bộ nhớ 32GB. Oppo F5 nha. Máy nói chung là ngoại hình còn đẹp. 432. Ok. Con này ra đi cho anh em giá 2 triệu nha, 2 triệu tròn. Kèm sạc dán kính nha anh em, 2 triệu tròn. Một em Xiaomi Redmi Note 9S đẹp 9900. Màu xanh lá mạ. Đó. Con này màn hình 6.67, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 5020. Pin 5000, hơn 5000 luôn anh em. Sườn thì có xước sát nhẹ nhẹ thôi. Còn lưng đây là đẹp keng luôn. Đó. Kính này. Kính 1-2 cộng lông mèo cực nhẹ luôn. Không có lông mèo luôn, lông chuột thôi. Chứ nếu lông mèo thì hơi quá. Chỉ có lông chuột anh em. RAM 6, bộ nhớ 128 nha. Xài rất là sướng con này nha. Tất cả thông số. RAM 6GB này nè. Đó. Redmi Note 9S. Chức năng khỏi chê, máy nguyên riêng đẹp 99%. Con này ra đi em giá 3950 nha. 3950 kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Quá bèo. Và tiếp tục làm con G7 Prime. Màu đen xám, con này thay vỏ. Thay vỏ mới nha anh em, đen xám ha. Màn hình 5.5, RAM 332. Pin con này là 3.300 nha. Đó. Mấy màn nữa là ok nha. G7 Dream. Chức năng ok. RAM 332. Màn hình thì 5.5 nha. G7 Dream. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1650 thôi. 1650 kèm sạc dán kính nha anh em, máy đẹp keng sạc nha. Thay vào mới cho anh em rồi. 165 kèm sạc dán kính luôn. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Hẹn anh em clip ngày mai. Thằng ấy chào cả nhà.